Chung là tình yêu là một cái gì đó phức tạp lắm. Theo em nghĩ thì tình yêu thì mình phải có sự gắn kết giữa hai người. Quan trọng trong tình yêu là em nghĩ là cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau, thông cảm cho nhau. Hai người kiểu như có gì mà lỗi lầm gì á thì mình phải biết thông cảm, bỏ qua cho nhau. À, theo mình nghĩ tình yêu là một loại cảm xúc của người này và người kia. Tình yêu em, tình yêu người đó ghê, cái gì đó già vô tận. Thời gian trôi như một điều vô nghĩa, tại sao hết mình với cuộc sống muôn. Em thích ngược mỗi người con gái hiền lành, quan trọng là người con gái đó ít ghen, phải hiểu động, chứ không phải kiểu mà ở chút xíu cái là bánh bèo, ở chút xíu là ghen tuông này kia nhạy cảm. Em cần một cái mẫu người con gái này, luôn luôn hiểu vấn đề, giải quyết thấu đáo, trầm thấm, dịu dàng, không biết lắng nghe, biết suy nghĩ, hiểu cho bạn trai mình. Thì được rồi. Bởi vì sống phải nếm trọn từng khoảnh khắc. Hãy cùng yo, hãy cùng hát những âm thanh của ta tạo nên màn phối kỳ kỳ. Hãy la la để nghe cuộc sống có gì. Cuộc sống tươi trẻ chỉ đến gì mình cùng bao lâu lên bước tới cuộc đời cùng khám phá một thế giới rất tươi lại đây và đến bên tôi cho cuộc sống muôn màu cùng tôi sống muôn ánh sao thế gian sẽ trôi qua màu điểm lãng phí phút nào mà hãy nên sống muôn màu và đừng bao giờ lựa chọn ấn nút pause.